Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh thành phố Bạc Liêu được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đây là doanh nghiệp khoa học công nghệ thứ ba của tỉnh. Sau khi trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp đã có nhiều điều kiện cũng như cơ hội ứng dụng những kết quả từ nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh. Năm 2015, công ty ứng dụng công nghệ BioBlock vào nuôi tôm công nghiệp, bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan. Công nghệ BioBlock trong nuôi trồng thủy sản sử dụng màn lưới che nuôi tôm thẻ hai giai đoạn. Sau 3 lần thu hoạch, việc ứng dụng công nghệ này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại lợi ích kinh tế nhiều gấp 3 lần so với việc nuôi trong điều kiện bình thường. Công nghệ này giúp cho người nuôi tôm có năng suất cao do rút ngắn thời gian nuôi, giảm được lượng thức ăn và môi trường nuôi luôn ổn định. BioBlock là các cụm kết dính, bao gồm tảo cát, tảo biển lớn, động vật nguyên sinh, các hạt hữu cơ chết, vi khuẩn. BioBlock lơ lửng cũng là nguồn thức ăn sẵn có cho tôm. Nó cung cấp hai vai trò quan trọng là xử lý chất thải hữu cơ và là nguồn dinh dưỡng tốt cho tôm cá. Tôm tiêu hóa các BioBlock tăng trưởng nhanh, giảm hệ số thức ăn và giảm chi phí thức ăn. Nguyên nhân giúp tôm cá tăng trưởng nhanh là do chúng hấp thu các chất dinh dưỡng như tảo và vi khuẩn. Vì vậy, giúp giảm đến 30% chi phí thức ăn so với thức ăn truyền thống. Lợi ích đầu tiên mà hệ thống BioBlock mang lại là giảm tối đa lượng nước thải ra sông hồ, bao gồm các chất dinh dưỡng, các chất hữu cơ và mầm bệnh. Ngoài ra, các vùng lân cận khu vực nuôi cũng được hưởng lợi như giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến nguồn lợi tự nhiên. Kể từ khi mà công ty được hai cái chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cái sản xuất vi sinh và nuôi tôm siêu thâm canh, thì công ty cũng đã tổ chức các cái mô hình, tổ chức các cái phương thức sản xuất, tổ chức bởi vì đây là những cái là được nhà nước hỗ trợ về thuế, về các ưu đãi. Thì như vậy là công ty như mọi cái sản phẩm thì trước khi đưa ra người tiêu dùng thì đều là có được là cái sự chứng nhận của cái hội đồng khoa học được đánh giá. Và cái thứ hai ấy, là mình tổ chức làm những cái mô hình điểm. Ở đây thì công ty đang làm 5 mô hình để phù hợp với mọi cái giai tầng ở dân, tức là mọi cái trình độ khoa học kỹ thuật ở dân. Ví dụ như mô hình ao nuôi tôm đất, ao nuôi ao đất không có lót bạc. Hai là cái mô hình là nuôi ao đất lót bạc bờ. Ba là cái mô hình là nuôi tôm là ao đất mà lót bạc đáy, nuôi một giai đoạn. Bên cạnh đó thì có hai cái mô hình mà là đang là đem lại được một cái hiệu quả rất tốt cho bà con. Đó là cái mô hình ương tôm hai giai đoạn trong nhà lưới, ương bung ra, và cái mô hình là nuôi tôm siêu thâm canh thì đang triển khai thả, đang tiến hành thả. Mật độ tôm nuôi theo công nghệ BioBlock giai đoạn đầu là 1.000 con một mét vuông. Sau 20 ngày sẽ chuyển ao, tỷ lệ nuôi khoảng 120 con một mét vuông ở giai đoạn 2. Do không sử dụng hóa chất khi áp dụng công nghệ BioBlock sẽ giảm được rủi ro cho người nuôi tôm, vì nguyên nhân bệnh hoại tử gan tùy cấp làm cho tôm chết trước 30 ngày tuổi. Tôm nuôi trong giai đoạn 1 chỉ sử dụng 1/10 diện tích ao nuôi. Nếu tôm gặp rủi ro, thì chi phí cải tạo ao cũng thấp hơn. Tổng diện tích ao lắng và bờ bao nuôi tôm thâm canh là 3 hecta. Tuy nhiên, diện tích mặt nước ao nuôi chỉ khoảng 1,3 hecta. Qua thực tế tính toán cụ thể khi áp dụng công nghệ BioBlock nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình che lưới hai giai đoạn mà công ty đã áp dụng, tôm nuôi đến ngày thu hoạch sử dụng 9 tấn thức ăn, hệ số thức ăn gần 1%, thời gian nuôi 65 ngày. Tôm đạt trọng lượng 51 con 1 kg, giá bán 118.000 đồng 1 kg, thu được 10 tấn trên 4.000 mét vuông. Mua hàng cho Phước Đạt này thì xuất đi Trung Quốc, bán cho thị trường Nhật. Rồi cái chất lượng con tôm thì hiện bây giờ thị trường Nhật thì đang rất thích nhất là cái màu nâu đen và gạch đen. Theo tôi thấy thì cái quy trình của công ty Trúc Anh này thì con tôm nó gần gũi với thiên nhiên hơn. Thứ nhất là màu sắc nâu đen. Thứ hai là cái gạch nó đen, thì thị trường người nước ngoài rất thích cái màu sắc của con tôm, của cái quy trình của công ty Trúc Anh này.
thì những cái con tôm mà cái màu nâu đen với cái vạch đen như vậy, sắc tố tôm tốt, ăn cảm quan, cái chất lượng thịt ngọt đẹp như vậy thì chúng tôi có thể mua cao hơn từ 3.000 tới 5.000, thậm chí tới 10.000 trên mỗi kilo. Nhìn theo cảm quan thì màu sắc của tôm nuôi theo công nghệ Biofloc gần giống với tôm thiên nhiên, thịt ngọt, dai và khi luộc lên có màu đỏ tự nhiên. Gan tôm màu nâu đen, vỏ tôm màu xanh đen đạt tiêu chuẩn và đáp ứng đúng theo yêu cầu của các nước châu Âu. Tôm xuất bán đạt tiêu chuẩn cao hơn so với tôm nuôi thông thường. Vì vậy, giá bán cao hơn tôm áp dụng quy trình nuôi khác từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký theo từng thời điểm. Bà con có thể dùng là những cây tre hoặc là những vùng đước thì dùng cây đước. Chúng ta dựng khung dùng dây chúng ta cột. Lấy lưới trong lưới nuôi lan, trồng lan ấy. Đó, để chúng ta răng, để cho nó giảm được ánh nắng, giảm được tốc độ gió, giảm được lượng mưa. Thì như vậy là môi trường nó cũng ít biến động. Và cái thứ hai, nó giảm được ánh nắng trực tiếp, xoay thẳng xuống. Thì như vậy tôm cũng, táo nó cũng không phát triển quá mức. Cái thứ ba nữa là chi phí, thì như đã nêu, nó tận dụng những cái gì bà con có thể có được. Nhưng riêng một cái là chúng ta phải dàn ra làm một cái ao nổi, tức là làm ao nổi vì sang tôm thẻ. Đây là cái mô hình này là cho tôm thẻ ao nổi trong nhà lưới. Đối với tôm sú thì nuôi cũng được, nhưng mà đối với tôm sú thì chúng ta làm như thế này vẫn tốt. Còn đối với con tôm thẻ thì như vậy chúng ta rút cống là chúng ta cho qua, vì đáy này lệch với đáy kia khoảng 7 tấc. Từ những yêu cầu của thị trường khắt khe ở châu Âu và các nước khác, đòi hỏi các công ty doanh nghiệp phải luôn cải tiến quy trình kỹ thuật và áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và nuôi trồng. Từ đó mới tạo ra được sản phẩm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình áp dụng phải thân thiện và cải tạo môi trường là mục tiêu mà các doanh nghiệp khoa học công nghệ đang hướng đến. Công nghệ Biofloc được coi là công nghệ sinh học theo hướng mới, là giải pháp để phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp. Ứng dụng công nghệ mới trong nuôi tôm bước đầu đã mở ra hướng đi mới cho mô hình nuôi tôm công nghiệp ở Bạc Liêu. Tôm tăng trưởng nhanh, năng suất sản lượng cao và chi phí sản xuất thấp hơn 15-20% so với nuôi thông thường. Đặc biệt, bệnh đốm trắng không còn đáng lo ngại trong kỹ thuật nuôi này. Không cần thay nước trong quá trình nuôi mà chỉ thêm nước khi cần. Điều đó đã làm cho các thông số môi trường ổn định khi thời tiết thay đổi. Đây là những cái mô hình thì được các sở ban ngành đã quan tâm hỗ trợ, thì bây giờ công ty cũng sẽ là làm tốt những cái mô hình này để nhân rộng ra cho những bà con trong và ngoài tỉnh. Là công ty sẽ luôn luôn là sẽ nghiên cứu tìm những cái mới, áp dụng các cái tiến bộ khoa học, đưa khoa học kỹ thuật vào trong các mô hình. Thuận lợi lớn nhất đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ hiện nay là sự ủng hộ và quyết tâm của nhà nước trong việc ưu tiên phát triển khoa học công nghệ. Thể hiện là những năm gần đây, nhà nước đã dành 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho khoa học công nghệ và ban hành nhiều chính sách về phát triển khoa học công nghệ, như chính sách ưu đãi về việc sử dụng các kết quả khoa học công nghệ thuộc sở hữu nhà nước, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi trong việc vay vốn, ưu đãi về việc sử dụng đất, ưu đãi trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Các chính sách và ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ đã góp phần đáng kể trong việc khuyến khích, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, tháo gỡ những khó khăn ban đầu đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ mới được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.